em bắt buộc em phải thay đổi ạ. Rất muốn thay đổi để mình có thể giữ lại được gia đình ấy. Và chị rất là mong là em sẽ là một trong 10 người may mắn của chương trình để em có thể thay đổi cuộc sống của em. Trên tay con đang là một chiếc phong bì, tuy nhiên thì không biết là trong này có phải là tấm vé vàng trị giá 1 tỷ đồng trong chiến dịch Thoát Béo 17 năm nay hay không? Em cảm thấy rất là vui và mình may mắn đấy ạ. Dạ. Mình may mắn để có cơ hội để thay đổi bản thân. Cô béo bán xôi Nguyễn Thị Thúy đã may mắn trở thành chủ nhân đầu tiên của tấm vé vàng Thoát Béo. Hy vọng món quà này sẽ chữa lành những tổn thương trong tâm hồn chất chứa đau thương của chị. Tuy nhiên, mọi khó khăn vẫn còn ở phía trước. Mỡ máu cao, men gan tăng. Những cái bệnh này thì tỷ lệ tử vong thì rất là cao. Vậy nên là chúng ta sẽ cần phải là gấp rút giảm đi cái lượng mỡ dư thừa. Liệu chị Thúy có vượt qua thử thách này để viết tiếp những ước mơ dang dở của mình? Em chào chị Thúy. Cô bé bán xôi của em nhỉ? Hôm nay mình có bên em làm liệu trình hả chị? Đúng rồi, mình hôm nay có hẹn. Để thế là từ hôm mà cầm được tấm vé vàng trị giá 1 tỷ đến hôm nay là chắc là vẫn đang run hồi hộp. Mình vẫn đang hồi hộp lắm. Để ạ, thế bây giờ em dẫn mình lên gặp bác sĩ với lại chuyên gia để tư vấn nhé. Em mời mình. Khi mình nhận được thông báo là hôm nay thì mình sẽ bắt đầu liệu trình tại Đông Bang thì mình cảm thấy rất là vui mừng, có chút lo lắng và hồi hộp. Tối hôm trước đúng là không ngủ được và hồi hộp lo lắng cho đến tận sáng là mình cũng chuẩn bị để sớm để đi lên trên cơ sở luôn. Ngày hôm nay, chị Thúy cùng bác sĩ Nguyễn Xuân Dương thăm khám và kiểm tra lại các chỉ số cơ thể bằng những máy móc công nghệ cao chỉ có ở Đông Bang Medical Hàn Quốc. Kết quả thăm khám bao gồm cân nặng, lượng mỡ thừa, cơ, nước, tỷ lệ phần trăm mỡ, BMI, nhịp tim, huyết áp, chỉ số SpO2 sẽ được các chuyên gia đánh giá chính xác về tình trạng của chị Thúy, từ đó có căn cứ để đưa ra liệu pháp phù hợp nhất với chị. Máy OnFit sẽ kiểm tra tỷ lệ mỡ trên cơ thể của mình chị nhé. Từ đấy các chuyên gia sẽ lên liệu trình để tác động các enzyme vào các vùng mỡ để giúp mình bóc tách mỡ tốt nhất. Cô gái nặng gần 100kg phải đối mặt với những bệnh lý nguy hiểm, đứng trước nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe do béo phì lâu năm gây ra. Cái tình trạng mỡ dư thừa của mình tập trung rất nhiều ở vùng bụng, vùng thân trên của mình. Đây, toàn bộ cơ thể mình, các cái vùng mà máy đã cân và kiểm soát cái lượng mỡ mà mình cần sẽ phải giảm. Vâng, thì ở đây bác sĩ đã có cái kết quả xét nghiệm máu của mình. Dựa theo cái kết quả xét nghiệm máu thì hiện tại về cái chức năng gan thận của mình thì nó cũng có ảnh hưởng. Cái thứ hai là cái đặc biệt quan tâm đến đó chính là cái chỉ số mỡ máu của mình đang rất là cao nhé, thì mình sẽ cần phải kiểm soát tuyệt đối cái chỉ số về mỡ máu này, triglycerides và cholesterol, tại vì hai cái này nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng tăng huyết áp. Cái thứ hai là mỡ máu cao thì nó sẽ là cái nguy cơ để gây nên các cái bệnh lý về tim mạch cũng như là các cái nguy cơ về đột quỵ. Nếu như mà độ tuổi mình cao lên một chút nữa, nếu không kiểm soát được cái này thì các cái nguy cơ đấy nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Cái thứ hai là với cái tỷ lệ mỡ của mình, khi mà đo bằng máy OnFit thì cái tỷ lệ mỡ rất là cao, chỉ số BMI cao, vượt ngưỡng, thì đây là một cái điển hình của một người béo phì. Chỉ số BMI về cân nặng và chiều cao của mình là 33,7, nó vượt ngưỡng của một người bình thường, vượt ngưỡng rất là nhiều, nên là mình sẽ cần phải kiểm soát nó. Chiều cao của chị là một chiều cao lý tưởng nhưng mà do cái cân nặng nó rất là nhiều cho nên dẫn tới cái tỷ lệ đấy nó tăng lên cao, thì mình sẽ buộc phải kiểm soát về cái tỷ lệ mỡ. Khi mà nhận được những cái thông tin mà không tốt về sức khỏe của mình thì mình cảm thấy rất là lo sợ, vì cái cuộc sống của mình sau này nó còn kéo rất là dài, là mình vẫn cũng muốn là thay đổi để cho sức khỏe của mình nó tốt hơn một chút. Với các cái tình trạng của mỡ máu như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các cái bệnh lý nền. Vậy nên là khi mà chúng ta kiểm soát được về cái tình trạng mỡ của khách hàng, để giúp cho cải thiện về cái mỡ máu, đưa cái chỉ số mỡ máu về mức bình thường thì sẽ giảm đi các cái nguy cơ gây nên các cái bệnh lý và các cái tình trạng mà khách hàng gặp phải. Đối với thí sinh Nguyễn Thị Thúy này thì tình trạng tích mỡ thì toàn thân,
nên chúng ta sẽ sử dụng liệu pháp Đông Bang 30 phút đầu cho thí sinh. Khi mà thử sử dụng cái liệu pháp này thì là mình thủy châm cái tinh chất Maki Duo, cái tinh chất là có tác dụng là siêu hủy mỡ và tác dụng là săn chắc cơ. Nhưng mà hiện tại là cân nặng khách hàng là đang tới gần 100kg, thì sau khi mà kết thúc liệu trình tại Bệnh viện Mỹ đó, thì thí sinh có thể đạt được đến cân nặng giảm tối đa là bao nhiêu? Bác sĩ đang kỳ vọng là đối với thí sinh này sẽ đạt đến khoảng trên 30kg. Thì vậy khi là về form dáng về form tương đối rồi đúng không ạ? Bởi vì thí sinh khá là cao. Khi mà kết thúc liệu trình ấy để thí sinh đạt được cái kết quả, thì chuyên gia dinh dưỡng có lời khuyên về chế độ dinh dưỡng cho thí sinh như thế nào? Đối với thí sinh Nguyễn Thị Thúy ấy, thì là còn rất là trẻ và cái khả năng vận động của bạn cũng vận động được nhiều, nên là em sẽ cho kết hợp với cả vận động nhẹ nhàng và ăn uống khoa học, bởi vì ăn uống cũng chiếm 20% chế độ dinh dưỡng để quá trình đào thải mỡ của mình nó diễn ra được hiệu quả hơn và nhanh hơn. Đông Bang Fat Loss Booster là liệu pháp giảm béo uy tín tại Hàn Quốc dựa trên nền tảng đông tự y kết hợp. Đây là liệu pháp giảm mỡ độc quyền được tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical Hàn Quốc lựa chọn cho thí sinh Nguyễn Thị Thúy. Phác đồ giảm béo Đông Bang Fat Loss Booster bao gồm liệu pháp thủy châm vào 14 đường kinh mạch chính của cơ thể, giúp nhanh chóng hóa lỏng, giải phóng tế bào mỡ. Đầu cấy nano siêu nhỏ thì sẽ qua da đưa enzyme thẩm thấu vào lớp bụng bì. Sau đấy enzyme sẽ thẩm thấu dần dần qua từng lớp mỡ của mình và bóc tách. Khi bác sĩ cấy bằng máy như thế này thì thấy có đau không? Dạ em thấy không đau ạ, em thấy rất êm. Enzyme bắt đầu đã cấy rồi, rất là nhẹ nhàng. Từ trước đến nay thì Thúy đã sử dụng phương pháp giảm cân nào chưa? Dạ trước nay em có áp dụng các phương pháp như kiểu mình ăn kiêng này hoặc tập thể dục này. Còn những phương pháp về công nghệ thì em chưa làm bao giờ ạ. Thì hiện tại bây giờ thì Thúy còn sử dụng các cái phương pháp giảm cân như vậy không? Dạ em vẫn có áp dụng nhưng mà nó không có kết quả nhiều ạ. Kế chỉ huyệt đạo 8 hệ cơ quan chức năng giúp phục hồi sự trao đổi chất của các cơ quan chức năng, tăng cường đốt calo dư thừa, giúp khí huyết lưu thông, cải thiện bệnh lý nền cũng như các bệnh lý do mỡ gây ra. Thì các cái chỉ tự tiêu sẽ được đưa vào vị trí huyệt. Nó sẽ hỗ trợ cho mình trong quá trình mình bóc tách mỡ sẽ tốt hơn, đồng thời sẽ cải thiện các cái chức năng gan thận của mình. Sử dụng các máy giảm béo công nghệ cao giúp khuếch tán cực đại siêu vi bảo Maxin Duo trên các huyệt đạo đến các mô mỡ tập trung theo vùng, tăng cường đốt mỡ cả ngày lẫn đêm, ly giải mỡ thành carbon hydrate và chất lỏng đào thải ra khỏi cơ thể thông qua hệ bài tiết tự nhiên. Sau khi mình làm liệu trình thì thứ nhất là mình cảm thấy là nó không gây đau này, không gây nhức mỏi cơ thể và mình cảm thấy rất là thoải mái và nhẹ nhàng. Các bác thì đều làm việc rất chuyên nghiệp, mình được trải nghiệm tất cả những trang thiết bị và máy móc rất là hiện đại. Mình chưa bao giờ là nghĩ mình có thể được trải nghiệm những cái công nghệ hiện đại như vậy của một tập đoàn ở tại Việt Nam. Và mình hy vọng là mình sẽ giảm được cái số cân mà mình mong muốn. 25kg là mục tiêu đã được vạch ra sau khi chị Thúy chính thức đặt bước chân đầu tiên của mình trên hành trình bắt béo. Đó cũng là một mục tiêu cũng không phải dễ dàng với chị. Nhưng với sự trợ giúp của tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical Hàn Quốc và những nỗ lực từ chị, liệu chị Thúy có thể chạm tay vào ước mơ, viết lại câu chuyện của cuộc đời mình sau 30 năm sống chung với mỡ? Quý vị và các bạn hãy cùng đón chờ hành trình thoát béo của chị Nguyễn Thị Thúy ở tập tiếp theo.